Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo len cho bé xinh xắn như thế này Mình sẽ làm dạng tay ngắn ha, ghi lê Phần cổ thì làm cổ tim nè Mẫu này thì mình sẽ phối hai họa tiết cho thân áo Phần thân trên sẽ làm một họa tiết và thân dưới là một họa tiết ha Và mình sẽ làm một nút cài Mặt sau Và mặt trước các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích Mẫu này thì mình sử dụng len cốt tăng 125g và kim 4.0mm Để móc cho phần thân áo của mình nó được à, mềm mại hơn ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Xác định cho mình cái số đo của phần vai ở xa các bạn cần móc là bao nhiêu ha mình có để số đo này ở phần mô tả nè khi đã có được cái số đo rồi mình sẽ móc lên cái xích đầu tiên sao cho khi mà mình đo á nó sẽ bằng với cái kích thước mà mình cần có lưu ý là khi các bạn hoàn tất cho mình cái tổng số xích này á khi chia cho ba nó sẽ còn dư hai mũi nha tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật sử dụng chất len và kim khác nhau nên cái số xích này nó có thể khác nhau đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 35 mũi móc xích sau khi hoàn tất được cái độ dài của đoạn xích nè, khi mà mình đo nó sẽ bằng với cái kích thước mà mình cần có rồi ha. Và cái số mũi xích này, tổng số mũi khi chia cho 3 nó sẽ còn dư 2 mũi. Thì lúc này móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó chân đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì mình bỏ qua một chân móc và móc vào cái chân móc kế tiếp ha. Móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn cũng vào chân móc đó luôn như vậy là ta sẽ có một họa tiết như thế này đây là gọi là một họa tiết ha từ họa tiết này đến họa tiết kế tiếp thì các bạn sẽ cách cho mình hai chân móc ta sẽ bỏ qua hai chân và đâm kim vào chân thứ ba móc cho mình vào đó một họa tiết ha gồm một kép đơn nè lên một mũi xích và một mũi kép đơn ha cũng vào cùng chân móc luôn ta sẽ được họa tiết thứ hai các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha cứ họa tiết này nó cách họa tiết kia sẽ là hai chân móc bỏ qua hai chân và đâm kim vào chân thứ ba ha một họa tiết của mình sẽ có một kép một xích và một kép nè và cùng chân móc sau đó móc tương tự đến cuối hàng sau khi móc cho mình được đến cuối hàng nè các bạn sẽ để ý cho mình ở đầu cái hàng móc nè đầu hàng móc thì họa tiết của mình cách một mũi kép đơn sẽ là một chân móc thì tổng số mũi xích ban đầu mình gây nên á chia cho ba nó sẽ còn dư hai mũi lúc này hai mũi dư của mình là hai mũi này nè họa tiết cuối cùng với cái mũi kép đơn cuối cùng nó cũng cách nhau là một chân thôi ha ta sẽ hoàn tất được cái hàng đầu tiên cho tất cả các sai các bạn đều làm theo cái công thức này ha mình cứ á, dựa vào cái số xích đầu tiên là được móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại đến cái hàng móc thứ hai Chân đầu tiên là chân của mũi kép đơn nè, móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó kế tiếp để ý cho mình, ở mỗi họa tiết của mình sẽ có những cái khoảng trống. Một kép, một xích và một kép. Đây, một kép, một xích và một kép thì mình sẽ có cái khoảng trống nằm chính giữa ha. Mình sẽ móc lần lượt vào các cái khoảng trống đó, mỗi khoảng trống móc một họa tiết. Họa tiết của mình cũng có một kép, một xích và một kép ha, vào cái khoảng trống này. Một kép nè, một xích và một kép sau đó làm tiếp tục tương tự cho mình cho các cái họa tiết còn lại ha móc vào chính giữa của họa tiết một họa tiết nè một kép sau đó là một xích và một kép các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì còn lại một chân móc cuối cùng của mũi kép đơn phía dưới thì ta sẽ đâm kim vào đó móc một mũi kép đơn thì điểm đầu tiên và điểm kết thúc của mình nó sẽ bắt đầu bằng mũi kép đơn ha ta hoàn tất được hàng thứ hai đến hàng thứ ba thì làm tương tự móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại thì tương tự như hàng bên trên chân đầu tiên là chân của mũi kép đơn ta sẽ móc mũi kép đơn vào chân móc đó đây bắt đầu là một mũi kép đơn ha các cái khoảng kế tiếp móc vào mỗi khoảng trống là một kép một xích và một kép để tạo họa tiết ha đây khoảng trống thứ hai cũng vậy nè sau đó các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến hết hàng một khoảng trống có một kép một xích và một kép khoảng trống tiếp theo cũng tương tự nè một kép một xích và một kép sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi các bạn đạt được cái chiều cao ha đây là cái mẫu áo mà mình hoàn tất nè. Xác định cho mình chiều cao của toàn bộ phần thân áo, từ phần vai cho đến phần lai áo. Được bao nhiêu cm thì các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều cao này, mình chia ra làm 5 phần. Phần nách nó sẽ chiếm 2 phần, còn cái phần thân phía dưới nó sẽ chiếm là 3 phần. Trên cái phần nách nè, mình bắt đầu từ phần vai đi xuống ha, thì trên cái phần nách nó có 2 phần. 2 phần này các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều cao hai phần này, mình chia ra làm 3, thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc, sao cho nó đạt được 2 phần 3 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần nách nha. Đối với tất cả các cái size, những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì các bạn đều dựa cho mình theo số đo, sau đó mình sẽ chia hoàn toàn theo công thức như vậy ha. Đối với những size lớn hơn và size nhỏ hơn thì cái form áo này nó sẽ chia theo công thức như vậy. Sau khi đã hoàn tất cho mình được thêm nhiều hàng móc rồi nè, lúc này chiều cao mình có được nó bằng 2 phần 3 so với chiều cao của toàn bộ phần nách rồi. Còn 1 phần 3 còn lại thì mình tiếp tục tăng mũi để cho cái phần nách của mình nó xòe ra hơn ha. Để tăng mũi này thì các bạn sẽ làm như sau ha. Đối với các cái hàng móc bên trên để ý cho mình nè, điểm đầu tiên và điểm kết thúc của mỗi hàng móc đều là cái mũi kép đơn, chứ không phải là họa tiết ha. Thì hàng phía trên là mũi kép đơn, bây giờ cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết vào cái chân móc đầu tiên này ha. Tức là ta sẽ có một kép và một xích vào cái chân của mũi kép đơn bên trên. Thì như vậy cái điểm này nó sẽ tăng mũi nè Khác với cái hàng bên trên nó chỉ có một mũi thôi ha Thì lúc này ở phía dưới này mình sẽ có được họa tiết nè Các bạn có thể đánh dấu cho mình vào hàng tăng đầu tiên này Các cái khoảng kế tiếp thì mình sẽ làm tương tự như các hàng bên trên Mỗi khoảng trống sẽ móc vào một họa tiết gồm một kép, một xích và một kép Móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tương tự như cái điểm đầu tiên mà mình móc thì cuối cùng các bạn cũng làm cho mình tương tự. Tức là chân của mũi kép đơn các bạn sẽ móc vào đó cho mình một họa tiết gồm một kép, một xích và một kép. Như vậy là ở đây mình cũng tăng lên được một mũi nè. Giúp cho cái độ rộng của phần nách nó có cái độ xòe hơn ha. Móc tiếp lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng mình vừa tăng mũi, cái điểm đầu tiên sẽ là một họa tiết và điểm cuối cùng cũng là một họa tiết. Thì lúc này xen kẽ sẽ là một hàng có mũi kép đơn đầu tiên ha. Thì các bạn móc cho mình vào cái chân của mũi kép đầu tiên của họa tiết phía dưới nè, móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục sẽ là các cái khoảng trống của họa tiết. Thì cái họa tiết đầu tiên này của mình nè, móc cho mình vào khoảng trống này, một kép, một xích và một kép. Như vậy là nó sẽ khác với cái hàng bên trên mình vừa móc ha hàng này điểm bắt đầu nó sẽ là cái mũi kép đơn sau đó là họa tiết nè nó tương tự giống như cái hàng bên trên này các khoảng kế tiếp thì làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi khoảng trống móc một kép một xích và một kép sau khi móc đến cuối này thì cuối hàng cũng tương tự như đầu hàng họa tiết thì mình sẽ móc họa tiết vào đó sau đó kết thúc của hàng này mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng tức là cái mũi mà mình móc cái họa tiết phía dưới á móc cho mình vào đó một mũi kép đơn như vậy là điểm cuối hàng mình cũng kết thúc bằng một mũi kép đơn giống như cái điểm đầu hàng bắt đầu bằng một mũi kép đơn ha lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc thì hàng này mình bắt đầu là một mũi kép đơn hàng phía dưới mình bắt đầu là một họa tiết thì nó cứ xen kẽ ha khi mà mình hàng tất cái hàng móc mà có mũi kép đơn đầu tiên rồi thì bây giờ mình sẽ móc họa tiết đầu tiên móc vào cái chân móc đó một kép một xích và một kép đây à, như vậy là ta sẽ tăng được mũi ở đây ha các khoảng kế tiếp thì làm tương tự mỗi khoảng móc một họa tiết Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các cái hàng tăng thì cứ tương tự nè một hàng thì điểm đầu tiên là kép đơn thì hàng kế tiếp điểm tăng mũi sẽ là họa tiết ha sau đó là kép đơn và họa tiết cứ xen kẽ như vậy cho đến khi mình đạt được 1 phần ba còn lại của chiều cao toàn bộ phần nách là được thì 1 phần ba còn lại nó sẽ nằm ở cái điểm mà mình đánh dấu đây ha sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc tăng mũi thì lúc này mình đã đạt được cái chiều cao của cái phần nách rồi các bạn có thể trừ thêm cho mình khoảng tầm 1 đến 2 cm ở bên trên để mình móc cái phần vai ha. Khi mặc vào thì cái phần vai nó sẽ không có bị xét quá với cái phần phía sau. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân trước ha. Thì ở đây mình đã móc hoàn tất được một phần thân trước như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân trước này. Các bạn sẽ lấy cho mình cái xích đầu tiên, tức là cái phần vai mà mình có nè. Thì cái phần vai mà mình có này các bạn sẽ chia cho mình ra làm 4 phần. Khi có được bốn phần rồi thì cái phần vai bên này mình sẽ chiếm một phần và vai bên này một phần, còn phần cổ nó sẽ chiếm hai phần ha. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một phần vai nè. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi mình xác định được cái chân móc của một phần tư này rồi nè, các bạn có thể đâm kim cho mình tương ứng thôi ha chứ không cần phải chính xác lắm. Mình sẽ đâm kim vào các cái khoảng trống mà mình tạo họa tiết phía dưới sau đó kéo nút vừa tạo qua các bạn có thể xác định khoảng cách cũng được thôi chứ không cần phải chính xác lắm kéo nút này qua nè sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích cái chân đầu tiên đó móc một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi nè cái chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình họa tiết tương tự á tức là ở đây mình cũng có thể đâm kim vào những cái chân móc mà mình móc họa tiết móc cho mình vào đó họa tiết ha một kép một xích và một kép nè tiếp tục tương tự cho cái khoảng kế tiếp nè một kép một xích và một kép chân móc cuối cùng là chân của mũi kép đơn ha ta cũng móc vào đó một mũi kép đơn để mình hoàn tất ta sẽ có được cái độ rộng cho phần vai Hàng móc kế tiếp móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại sau đó các bạn tiếp tục thêm cho mình khoảng tầm mà một cho đến hai hàng tương tự như vậy nữa ha để khi mình hoàn tất được một đến hai hàng móc đó nè mình có khoảng tầm 3 hàng móc khi mình gặp đôi lại thì nó sẽ chừa ra khoảng tầm 1 cho đến hai cm bên trên để cho nó khớp với phần vai khi mình mặc á, cái phần thân sau nó không có bị xét quá với phần cổ sau khi đã móc cho mình khoảng tầm 3 hàng móc đều nhau thì lúc này khi gặp ba hàng móc này lại nè ta sẽ có tầm khoảng chiều cao này là 1 cho đến 1,5 hoặc là 2 cm giúp cho cái phần vai của mình nó được thoải mái hơn ha. Thì sau khi đã hoàn tất được cái phần vai này rồi nè, mình sẽ móc cái phần thân dưới. Các bạn sẽ để ý cho mình cái chiều móc ha. Khi mà mình móc theo cái chiều từ phần cổ đi qua thì mình sẽ tăng mũi. Còn từ cái phần nách đi qua mình sẽ không tăng mũi. Giống như cái phần mà mình hoàn tất đây nè. Móc theo chiều từ phần cổ đi qua thì mình sẽ tăng mũi dần dần hàng nào mình cũng tăng ha còn từ phần nách đi qua thì mình cứ móc đều nè tương tự giống như cái phần thân sau thì tăng mũi các bạn sẽ làm cho mình như sau ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại đây là cái chiều khi mình móc từ cái phần nách đi qua nè thì từ phần nách đi qua mình sẽ không tăng mũi không tăng mũi tức là cái chân mũi đó móc mũi gì thì mình sẽ móc mũi đó ha khoảng kế tiếp nè khoảng của họa tiết kế tiếp cũng móc họa tiết ha đến cái chân móc cuối cùng nè thì chân móc cuối cùng đó là cái chân móc ở phía bên cái phần cổ thì mình sẽ tăng mũi ở cái chân này bên trên của mình là mũi kép đơn thì bây giờ mình sẽ tăng thành họa tiết ha móc vào chân móc đó một kép một xích và một kép thì ta sẽ có được họa tiết nè tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Lúc này hàng này theo chiều mình đang móc là từ phần cổ đi qua Thì từ phần cổ đi qua mình sẽ tăng mũi Hàng phía dưới mình có họa tiết rồi thì bây giờ mình sẽ làm một kép ha Móc vào cái chân đầu tiên của họa tiết đó một mũi kép trước nè Tức là cái phần tăng mũi các bạn sẽ làm tương tự giống như cái phần nách phía dưới nè Hàng bên trên là họa tiết thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một kép trước ha Vào cái chân móc Sau đó sẽ làm một họa tiết vào cái họa tiết đầu tiên của cái hàng phía dưới móc vào cái khoảng trống một kép một xích và một kép ha các khoảng kế tiếp thì sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối thì đến cuối nè phần cuối cùng nó sẽ là từ phần nách đi qua thì từ phần nách đi qua mình sẽ móc đều và không tăng mũi nha sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên hai xích quay ngược đầu móc và làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta gặp cái phần thân lại nè theo cái chiều từ phần cổ đi qua thì mình sẽ tăng mũi dần dần cho các cái hàng móc liên tiếp thì phần cổ của mình nó sẽ tăng dần và nó sẽ qua như thế này còn cái phần nách nè thì các bạn sẽ không tăng mũi cho mình khi mà mình không tăng mũi ở cái phần nách đến cái hàng móc mà ở phía sau á các bạn sẽ so sánh cho mình ở mặt sau nè mặt sau của mình có bao nhiêu hàng móc không tăng thì mình cứ móc bấy nhiêu hàng không tăng kế tiếp của cái phần nách là 1 phần 3 còn lại mình tăng mũi cho nên các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình ở cái phần thân trước cũng tăng 1 phần 3 so với cái chiều cao đó ha thì hai đầu của mình sẽ là hai đầu tăng luôn nè ta sẽ có được cái phần thân khớp lại như thế này ha sau khi đã hoàn tất cho mình phần thân còn lại nè khi mà mình gặp cái phần thân này lại chưa khoảng tầm 3 hàng móc phía trên gặp lại để mình có cái chiều cao cho phần vai ha thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân của áo bên trên như thế này phần cổ nó cũng có cái chiều để mình tạo họa tiết cổ tim nè nó cũng xéo qua một bên như thế này ha thì phần thân còn lại các bạn cũng làm xéo tương tự cho mình luôn ta sẽ hoàn tất được cái phần thân ở phía trên ha hai mặt của mình nó sẽ nằm chồng lên nhau bây giờ mình sẽ móc một hàng móc để mình nối toàn bộ cái phần thân này lại với nhau móc lên hai mũi móc xích nè. Đối với cái hàng nối này thì sắp xếp cho mình cái điểm đầu tiên của hàng móc là mũi kép đơn. Hàng bên trên của mình là họa tiết thì bây giờ mình sẽ móc mũi kép đơn. Còn đối với trường hợp mà cái hàng bên trên là mũi kép đơn thì các bạn cứ móc bình thường ha. Tức là ở đây mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Tiếp tục tạo những cái họa tiết tương tự cho các cái khoảng còn lại cho đến cái đầu này ha. Thì sau khi đã móc cho mình được đến cái phần nách rồi nè Sắp xếp cho mình ở cái chân móc sát phần nách này nó sẽ là họa tiết nha Đối với hàng bên trên của mình là mũi kép đơn Thì các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình ở điểm này ha Hoàn tất được một phần thân trước rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đo size ha Mình sẽ xác định số đo của phần ngực ở size các bạn cần móc là bao nhiêu Mình có để số đo này ở phần mô tả ha sau đó mình sẽ đo cái bề ngang mà mình đang có của toàn bộ phần thân áo khi gặp lại nè, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. trường hợp thứ nhất khi các bạn đo cái bề ngang này nè, ta có được cái số đo của bề ngang này rồi nhân đôi lên bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ so sánh với cái số đo vòng ngực. nếu mà nó to hơn hoặc là bằng á, thì mình sẽ không cần phải tăng mũi ở hai bên nách. còn nếu mà nó nhỏ hơn thì các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình ở hai bên nách ha. Thì tăng mũi này mình sẽ làm ví dụ cho các bạn nè Ở đây mình sẽ móc lên là 5 mũi móc xích Tùy vào trường hợp mà các bạn sẽ canh cho mình cái số mũi xích ha Từ vị trí này mình tiếp tục đưa kim vào cái phần thân sau Điểm bắt đầu cho cái phần thân sau các bạn cũng sắp xếp là một họa tiết nha Thì ở hàng bên trên của mình là mũi kép đơn Thì bây giờ sắp xếp cho mình là một họa tiết Móc cho mình vào đó là một họa tiết nè một kép, một xích và một kép như vậy là ta đã nối được tạo một cái khoảng trống cho phần nách ha. Các cái khoảng kế tiếp thì sẽ móc họa tiết tương tự nè. Đây, mình đã nối được tạo cái độ rộng cho phần nách rồi nè. Thì các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến phần nách còn lại ha, cũng làm tương tự. Đến phần nách còn lại nè. Điểm cuối cùng này các bạn cũng kết thúc làm sao cho nó là một họa tiết nha. Của mình ở phía trên là một kép đơn nè, cho nên các bạn sẽ sắp xếp cho mình là họa tiết mình sẽ tăng mũi ở điểm này luôn ha. Hoàn tất được họa tiết rồi thì tiếp tục móc cho mình tương tự giống như cái phần thân bên này. Tức là mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích. Sau đó ta tiếp tục di chuyển kim đến cái phần thân còn lại. Ta ở cái đầu này mình cũng sắp xếp cho nó là một họa tiết nha. Bên trên của mình là kép đơn thì bây giờ mình sẽ là họa tiết. Và cái chân của kép đơn nè. Sau đó tiếp tục sẽ móc các cái họa tiết vào chính giữa của những họa tiết phía dưới. Móc cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì cũng sắp xếp ở cái đầu này chân móc cuối cùng là mũi kép đơn nha. Đây, tương tự như cái điểm đầu hàng cũng là của kép đơn luôn nè. Móc lên hai mũi móc xích. Khi mà mình gặp cái phần thân áo lại nè, Tổng số mũi xích mà mình thêm ở hai bên nách á, khi mà các bạn đặt cho mình cái phần thân áo lại, mình đo lại theo cái kích thước mà mình cần có nè. Thì khi mà mình đã có được cái kích thước mà mình đang có, nhân đôi lên nó đã bằng được kích thước của vòng ngực ở sai các bạn cần móc rồi ha. Đây, thì các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái số xích ở phần nách làm sao cho cái bề ngang này nó bằng hoặc là rộng hơn một xíu so với số đo vòng ngực là được. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì đối với cái hàng móc tiếp theo của mình này các bạn cũng sắp xếp cho mình đầu hàng móc và cuối hàng móc là mũi kép đơn ở bên trên là mũi kép đơn rồi thì bây giờ mình không cần phải tăng sai nữa móc cho mình chân móc của mũi kép đơn là mũi kép đơn sau đó giữa họa tiết thì móc các cái họa tiết tương tự các bạn sẽ móc cho mình cho đến phần nách nha sau khi móc đến phần nách nè thì ở cái phần nách của mình có 5 cái mũi móc năm cái mũi móc này thì, thì các bạn móc cho mình à, tạo ra hai họa tiết ở đây ha hai hoặc là ba họa tiết thì do cái phần thân áo của mình nó sẽ có cái độ xòe cho nên các bạn có thể thêm cho mình khoảng tầm 2 cho đến ba họa tiết cũng được và tùy vào cái số xích mà các bạn có thể tăng cho mình à, cái số mũi phù hợp ha mình có thể tăng nhiều hơn khoảng cách nó có thể cách nhau là một đến hai chân móc ở đây mình sẽ cách lại một chân móc nè sau khi đã móc các cái họa tiết và cái xích mà mình nối rồi ha thì các cái họa tiết kế tiếp của phần thân sau mình sẽ móc tương tự giữa họa tiết mình sẽ móc một họa tiết gồm một kép một xích và một kép sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho phần nách còn lại và móc tương tự cho đến hết hàng móc đến cuối hàng thì cũng sắp xếp ở cái điểm cuối hàng là chân của mũi kép đơn ta cũng móc mũi kép đơn vào đó ha móc lên hai mũi móc xích hai mặt của thân trước nó sẽ nằm chồng lên nhau thì bây giờ mình sẽ tạo cái độ xòe cho cái phần thân dưới ha họa tiết của phần thân dưới ta sẽ móc khác so với họa tiết phần thân trên các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi kép đơn khoảng kế tiếp sẽ là khoảng của họa tiết đầu tiên thì mỗi cái khoảng trống của những họa tiết này móc cho mình ba mũi kép đơn vào cùng một cái khoảng ha mình sẽ không tạo họa tiết nữa mà móc vào mỗi khoảng là ba mũi kép đơn kép đơn thứ hai nè và kép đơn thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các khoảng còn lại cho đến cuối mỗi khoảng ta cứ móc vào đó ba mũi kép đơn ha sau khi móc được đến cuối hàng thì chân cuối cùng là cái chân của mũi kép đơn ta sẽ móc vào chân của mũi kép đơn một mũi kép đơn ta hoàn tất được hàng đầu tiên cho phần họa tiết ở phần thân dưới ha móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng tiếp theo này mình sẽ xen kẽ làm mũi móc đơn và mũi xích chân đầu tiên móc một mũi móc đơn từ đây móc lên 3 mũi móc xích một hai ba bỏ qua hai chân móc phía dưới móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta có một khoảng trống như thế này ha móc lên 3 mũi móc xích bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn lên 3 mũi móc xích bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì để ý nhiều trường hợp cái số mũi móc cuối cùng nó sẽ không có đủ khoảng để mình tạo ha thì các bạn có thể bỏ qua cho mình luôn ba chân cuối cùng này và mình móc vào cái chân cuối cùng của hàng móc một mũi móc đơn để mình kết thúc luôn ha Đây, ta sẽ hoàn tất được hàng móc tạo những cái khoảng trống như thế này. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo, chân đầu tiên là chân của mũi móc đơn, móc vào đó một mũi kép đơn. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Ta tiến hành lấy len, sau đó các bạn sẽ chụm cho mình hai khoảng trống liên tiếp lại thành một mũi ha. Mình sẽ đâm kim nè vào cái khoảng trống đầu tiên sau đó kéo len qua khoảng trống. Trên kim được 3 đường móc kéo len qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào cái khoảng trống thứ hai. Kéo len qua. Kéo qua hai đường trên kim sau đó kéo hết qua ba đường trên kim. Như vậy là hai khoảng trống chụm lại thành một mũi. Móc lên ba mũi móc xích. Sau đó tiếp tục mình sẽ chụm lại khoảng thứ hai và khoảng thứ ba. Tiếp tục là khoảng thứ ba và khoảng thứ tư ha. Khoảng thứ hai nè, kéo qua hai đường. Lấy lên lần thứ hai, khoảng thứ ba. Kéo qua hai đường sau đó kéo qua ba đường trên kim. Móc lên ba mũi móc xích. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình ha. Khoảng thứ ba và khoảng thứ tư, sau đó là khoảng thứ tư và khoảng thứ năm. Tiếp tục khoảng thứ năm và khoảng thứ sáu, cứ lần lượt như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Đây khoảng mình vừa móc nè, móc tiếp vào đó. Sau đó là khoảng kế bên ha kéo qua ba đường nè móc lên ba mũi móc xích và làm tương tự cho đến hết sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối nè mình sẽ có một hàng họa tiết như thế này cuối hàng thì móc lên ba mũi móc xích sau đó chân của mũi móc đơn móc vào đó mũi kép đơn ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc này ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng này thì mình sẽ lặp lại tương tự như cái hàng đầu tiên của phần họa tiết, tức là chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ đâm kim vào lần lượt các cái khoảng trống mà mình có ở đây nè. Những cái khoảng trống mà mình có ha, mỗi khoảng sẽ móc cho mình 3 mũi kép đơn. Khoảng đầu tiên nè, 3 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Sau đó tiếp tục khoảng kế tiếp móc 3 mũi kép đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Sau khi móc đến cái chân móc cuối cùng thì cái chân của mũi kép đơn cuối cùng cũng móc vào đó một mũi kép đơn để mình hoàn tất ha. Như vậy là hàng móc này nó sẽ giống như cái hàng mà mình móc 3 mũi kép đơn vào cùng họa tiết á họa tiết ở phần thân dưới của mình nè, nó sẽ có là một hàng kép đơn, sau đó là một hàng mũi đơn, mũi xích và kế tiếp là một hàng mũi chậm ha. Thì ba cái hàng móc này nó sẽ xen kẽ liên tiếp với nhau. Nhưng khi mình cứ móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì cái phần thân dưới của mình nó sẽ không có đủ cái độ xòe ha. Đối với những bạn nào mà muốn cho phần thân dưới nó xòe nhiều hơn á thì khi các bạn móc cho mình cái hàng mũi kép đơn liên tiếp, sắp xếp cho mình nè, mình sẽ đặt cái phần thân lại các bạn sẽ sắp xếp cho mình chọn ra 3 điểm. Phần thân trước chọn ra một điểm nằm chính giữa. Phần thân sau các bạn cũng chọn ra một điểm nằm chính giữa. Và phần thân trước còn lại cũng chọn cho mình một điểm nằm chính giữa luôn ha. Mình sẽ có ba cái điểm như thế này. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu, đánh dấu cho mình ba điểm đó. Để khi các bạn móc cho mình cái hàng mũi kép đơn liên tiếp nè. Thì ba cái điểm được chọn đó nè, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép đơn thay vì là 3 mũi kép đơn như các cái khoảng kia ha. Thì ở phần thân trước mình có một điểm nè, có 4 mũi kép đơn. Còn các khoảng còn lại là 3 mũi nè. Thì chọn một cái khoảng nằm chính giữa của cái phần thân trước. Mình sẽ móc 4 mũi kép đơn. Phần thân sau mình cũng chọn một điểm nằm chính giữa, một khoảng bất kỳ nằm ha, chính giữa ha. Mình sẽ móc vào đó 4 mũi kép đơn thay vì là 3 mũi nè. Và tương tự cho cái phần còn lại, thân trước còn lại nè cũng chọn một điểm nằm chính giữa một khoảng bất kỳ móc vào đó 4 mũi thì như vậy là ở cái hàng móc kép đơn liên tiếp này mình sẽ tăng lên được 3 điểm ha sau khi đã tăng được rồi thì các bạn tiếp tục móc xen kẽ cho mình một hàng mũi đơn mũi xích xen kẽ sau đó là một hàng mũi chậm hàng kế tiếp thì móc lên một xích và quay ngược đầu móc nè móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn móc lên ba mũi móc xích bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn tiếp tục lên ba mũi móc xích bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối hàng thì mình sẽ tăng được thêm một họa tiết ha sau đó móc tiếp tục xen kẽ một hàng mũi chùm nè hàng tất hàng mũi chậm thì tiếp tục là hàng kép đơn liên tiếp và cũng chọn cho mình 3 điểm để mình tăng ha móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần thân của mình khi gặp lại ta sẽ có được cái đủ cái chiều dài từ phần vai cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng bằng với chiều cao của toàn bộ phần thân áo là được. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc xen kẽ thì lúc này cái họa tiết phần thân dưới của mình sẽ hoàn tất như thế này. Ta cũng có tăng mũi rồi ha thì phần thân áo của mình nó sẽ dần dần xòe ra ở bên dưới. Đối với những bạn nào muốn phần thân áo nó xòe nhiều hơn thì các bạn sẽ chọn cho mình nhiều điểm hơn ha. Và lưu ý tổng số cái điểm mà mình tăng nó sẽ chia hết cho ba Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo. Mình sẽ viền phần lai like cài nút trước ha. Móc vào chân móc của cái mũi đầu tiên này một mũi móc đơn. Sau đó để ý cho mình ở đây mình sẽ có các cái thân chân móc của mũi kép đơn ha. Thân chân móc sau đó đến chân móc, thân chân móc sau đó đến chân móc và tiếp tục là mũi móc đơn nè thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào các cái thân của chân móc nha tức là cái thân của cái mũi này nè mình sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn ta sẽ không móc vào chân móc mà tiếp tục di chuyển kim đến cái thân của hàng tiếp theo móc vào đó hai mũi móc đơn lúc này ở đây mình có xen kẽ thêm một hàng mũi móc đơn nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của mũi móc đơn đó một mũi móc đơn thì ta sẽ viền lại được cái phần like này ha các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết nè Thân chân móc của mũi kép đơn thì ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục thân của mũi kép đơn này mình sẽ móc hai mũi móc đơn. Còn cái thân của mũi móc đơn thì ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần thân áo này. Sau khi đã viên cho mình được một nửa của thân áo rồi còn lại phía trên nè. Ở phía trên này thì mình sẽ có các cái thân chân móc liên tiếp chứ không có chèn cái hàng mũi đơn nữa các bạn sẽ móc cho mình mỗi thân là hai mũi móc đơn những bạn nào mà khi mà mình móc cái phần viên nó bị chật tay á các bạn có thể móc cho mình xen kẽ một hàng thì mình móc 3 mũi móc đơn còn một hàng thì mình móc hai mũi móc đơn ha các bạn cứ móc tiếp tục tương tự cho mình cho đến cái phần cổ áo viên tương tự cho mình cho đến cái phần thân còn lại ha phần cổ thì cũng làm tương tự mỗi thân mình sẽ móc hai mũi móc đơn để viên lại các bạn sẽ viền cho mình đến cái chân móc mà mình không còn tăng mũi ở phần thân nữa tức là cái chân móc nó thẳng hàng với lại cái phần nách phía dưới nè viền cho mình đến đây ha mỗi thân ta cứ móc hai mũi móc đơn hoặc nếu thích các bạn có thể chèn cho mình một hàng là ba mũi móc đơn và một hàng hai mũi móc đơn Khi ta đã viền được đến cái hàng móc mà thẳng hàng với cái phần nách tức là hàng móc không tăng nữa ở phần thân dưới nè Thì lúc này ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống để mình có thể cài phần nút vào Tùy vào size nút các bạn sử dụng mà các bạn có thể móc lên cho mình cái xích sao cho khi mình gặp đôi lại Cái khoảng trống của xích này nó có thể luồn qua được cái phần nút ha Size nút của mình sử dụng nó có đường kính tầm khoảng 3cm Nên đối với cái xích này mình sẽ móc lên tổng cộng là 8 mũi móc xích ha mũi đầu tiên. 2 3 4 5. Số xích này nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cách móc của mỗi người ha. Mũi thứ 8 nè. Sau khi có được 8 mũi rồi, ta gặp đôi hai cái đầu lại thì nó sẽ có được một cái khoảng trống để mình có thể cài phần nút vào ha. Để hoàn tất được phần cài nút này thì đâm kim vào cái chân móc mà ta bắt đầu móc cái phần xích này luôn. Ở phía dưới này nó có cái đường nằm ngang của cái chân móc đó nè đâm kim vào sau đó đâm kim vào một đường nằm ngang ở phía dưới móc vào đây cho mình một mũi dời đây cái chân mũi đơn mà mình bắt đầu móc mũi móc xích ha thì đâm kim vào cái đường nằm bên trong nè đồng thời đâm kim vào một đường nằm ngang móc vào đây một mũi dời thì ta sẽ hoàn tất được cái khoảng trống để mình luôn cài nút tiếp tục các cái khoảng kế tiếp thì các bạn sẽ viền tương tự cho mình ha lúc này mình sẽ viền ở cái phần thân còn lại nè thì cứ thân của mũi kép đơn các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn còn thân của mũi móc đơn ta sẽ móc một mũi móc đơn ha các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến cái phần lai bên dưới mũi móc đơn nè thì mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn để viền sau đó làm tương tự cho đến hết sau khi đã viền cho mình được toàn bộ cái phần thân áo bên trên rồi thì bây giờ cái phần lai áo mình sẽ tạo cái họa tiết bên dưới ha đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào chân móc mình vừa móc đó một mũi kép đơn mình sẽ bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời đó một mũi kép đơn bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi dời ta sẽ có những cái họa tiết như thế này các bạn tiếp tục móc viên tương tự cho mình cho đến cuối ha cứ lên hai mũi xích chân móc đó móc tiếp một mũi kép đơn bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi dời lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến hết sau khi đã viền được đến hết cái phần lai bên dưới rồi thì kết thúc đâm kim vào chân ta bắt đầu viền móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len sợi len đang nằm ở mặt phải mình sẽ dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc kéo sợi len vào bên trong sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha thì mình sẽ hoàn tất được cái phần viền của toàn bộ thân áo nè. Sau khi hoàn tất phần viền rồi thì mình sẽ tiếp tục viền lại ở cái phần nách. ở đây mình đã viền sẵn một phần nách rồi nè. thì bây giờ mình sẽ viền cho nách còn lại. và để giúp phần nách của mình nó sẽ có cái độ thu nhỏ lại hơn, tạo một cái độ uh, bo vừa phải cho phần nách ha. thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền ở phần nách. ta sẽ chọn một cái thân chân móc bất kỳ. Hoặc là các bạn cũng có thể đâm kim vào ở phía dưới cũng được ha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó mỗi thân chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào một thân chân móc. Khi móc thì nhớ dấu đen thừa ha. Hoặc là những bạn nào muốn giảm cho cái phần nách của mình nó có cái độ bo nhỏ lại á thì ở cái phần viền này một thân các bạn có thể móc cho mình hai mũi móc đơn, còn thân kế tiếp mình có thể móc một mũi móc đơn ha. Sau đó thân kế bên móc hai mũi móc đơn thân kế tiếp móc một mũi móc đơn khi viền như vậy nè nếu mà cái phần tay áo của mình nó bo nhiều quá thì các bạn có thể chèn cho mình là hai thân móc hai mũi móc đơn sau đó là một thân một mũi móc đơn ha mình cứ xen kẽ như vậy cho cái phần tay áo của mình dần dần nó bo nhỏ lại ha các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết Khi mà mình viền xuống cái phần mà mình nối nách nè, ở đây nó cũng có những cái khoảng trống. Thì các bạn cứ móc cho mình vào những cái khoảng trống mà mình móc ở đây. Mỗi khoảng móc một mũi móc đơn hoặc là mình cũng có thể xen kẽ theo công thức mà mình nè, viền ở phần trên ha. Viền được phần nách rồi thì đến cái phần thân còn lại nè, cũng viền tương tự cho mình theo công thức là một thân móc hai mũi móc đơn và một thân móc một mũi móc đơn xen kẽ. Hoặc có thể thay đổi cái công thức này ha. Các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến hết Sau đó tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc nữa Và cái hàng móc đó mình sẽ tạo cái họa tiết bèo giống như là cái phần lai ở bên dưới nè Như vậy là ta sẽ có được cái phần viền cánh tay như thế này Nó có độ bo nhỏ lại ha Khi hoàn tất được phần viền cho nách rồi các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân áo lại Trong hai phần thân trước lại với nhau ha Cho cái phần nách nó sát lại nè thì lúc này mình sẽ chọn một điểm tương đương với cái khoảng mà mình tạo cài nút ở đây các bạn sẽ khâu cho mình cái phần nút vào phía đối diện ha mình sẽ cài lại nè như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu áo khoác cho bé xinh xắn như thế này mẫu này các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích về phần thân áo nếu các bạn không thích cài một nút mình có thể tạo ra nhiều khoảng trống cài nhiều nút hơn ha khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha Chúc các bạn móc thành công!